Và xin cảm ơn tiếng hát của nam danh ca nghệ sĩ Châu Thanh. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thức lại tiếng hát của nữ nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Vâng. Và để tiếp theo đi nữa thì Phượng Hằng sẽ trình bày với hai câu dụng cổ trích trong vở tuồng Chiến Công Thầm Lặng của soạn giả Lâm Nhất Phương. Xin mời cùng thưởng thức. Vâng.
Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo đây thì Phương Hằng sẽ cùng song ca với anh Châu Thanh. Và bây giờ thì Châu Thanh và Phương Hằng sẽ trân trọng gửi đến tất cả quý bà con có mặt hôm nay với một trích đoạn trong vở tuồng rất nổi tiếng, Vụ Án Mã Ngu. Bà con có thích tuồng này không? Thích cho trào phát tay lớn lên đi. Và kính thưa tất cả quý bà con, Châu Thanh là cái vai là của mình là vai Quách Vương, nhưng mà bây giờ nếu không có Mã Ngu thì làm sao mà cho Thục Quanh diễn, là Phương Hằng diễn được. Vậy thôi Châu Thanh đóng luôn hai vai. Mã Ngu. Cái gì vậy? Cô chứ đâu. Cái gì mới gặp mấy năm áo vậy? Sao? Mày nói gì? Con của tôi đâu? Con của mày à? Tao thả nó trôi sông rồi. Bà Ngư, bà Ngư, mày tàn ác còn hơn là ác quỷ. Mày là loài thú không còn chút tình người mà. Phải, tao là thú dữ, tao không tình người. Do mày. Do mày! Tại sao không yêu tao? Yêu chứ có làm những cực khổ mà không chịu yêu. Vì vậy cho nên ra Sài Gòn dẫn xác con mày lên. Mã Ngư. Ôi, tao vô gặp trùng người chút xíu quá. Trời ơi, sao nỡ giết chết con tôi. Miệng sữa còn hôi có tội tình dừng. Mãi lỡ nào đi cắt xuống lìa xa. Trọn bốn phần, anh đã giọt máu của chúng mình chứ đã cướp mất còn đâu. Mà con rồi, em bị sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhục nhằn đại đó lên hồn và thế xác. Anh Dương ơi, anh đã bao đêm bao ngày mong mưa. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc. Nhưng ai đã gây mối tình tháng anh chị, trời. Anh ơi đâu? Để tình chung thủy này thành lớn lòng. Cảm ơn. Ôi vắng vắng bên mai anh đời anh quá I'm not afraid.
đâu cô ấy ân công đi đường kiếp này đành lỡ hẹn sống cách sống hợp ba người quan kiên mấy nghìn đồng đôi mắt càng dầm lòng ta như Quân ơi, em đâu rồi? Người anh ở đâu?